Hello anh em. Thì dạo gần đây thì có các mấy anh em hay hỏi mình về cách câu taco ấy. Thì hôm nay đi làm cái clip tham khảo cho anh em về về cái cách câu taco đơn giản mà lại đỡ tốn kém nhất. Thì đầu tiên về mùi ấy, mình cũng nói qua, tại là ở cái bãi nhà mình á, bãi này thì taco nó không được nhiều cho lắm, nó ít lắm, có khi câu cả ngày được 1-2 con, là nó không phải là cái pointo để câu taco, không phải pointo câu bạch tuộc. Mà nhìn cái nước mấy hôm nay mưa nhiều quá, tranh mà không đi được lên cái điểm câu taco ở trên bãi bên trên á để làm clip hướng dẫn gọi là chia sẻ cách câu bạch tuộc cho anh em được, cho nên là hôm nay mình tranh thủ ra bãi gần nhà hướng dẫn nhằm cái mục đích chia sẻ qua cái câu bạch tuộc đơn giản này cho anh em á. Thì đầu tiên á, về mồi thì mình sẽ dùng cái con egi, con tôm giả như thế này này, như vậy này. Đây thì con này thì nhà mình có ông chú làm cùng, ông ấy hay đi câu bạch tuộc ấy, cho nên là ông ấy mua với cái được cái giá rẻ, có 199 yên cả thuế. Đây 199 yên cả thuế thì ông ấy mua nhiều, mà ông ấy mua cứ mỗi lần mua năm 70 con 100 con thì tiện này, mỗi lần một lần ông ấy mua thì bảo ông ấy mua hộ 1-20 con về cho mấy anh em câu dần đấy. Thì thực chất ra mồi câu bạch tuộc ấy, nó không phải mua mồi đất làm gì đâu, mua cái mồi này cũng được à. Tại vì là bạch tuộc thì câu nó rất là dễ, mà nó chỉ cần động là nó đến nó ăn thôi mà. Tại vì là như kể cả những các ông nào mà câu lâu năm ấy, các ông ấy bảo là nhiều khi là gắn mỗi cái chì xong thả xuống gắn lưỡi và là nó đến nó ăn, nó thêm cái gì cho nó có mùi như kiểu gà qué hay là cá cái thứ như kiểu kibinago hay là mấy con cá iwashi bé ấy. Thì mình mua những con này là mình dùng thoải mái rồi, không phải mua những cái con nào mà nó bắt tiền như kiểu mấy cái dòng mà sên mấy 2 sên một con đâu. Thì cái dạo gần cái dạo đầu tiên mình mới đi câu mình không biết ấy, mình cứ mua mỗi đất đi mua con sên 7 sên 8 2 sên một con ấy. Thì đi câu một hôm mà ví dụ mà câu taco thì nó hay rất hay là mắc đá hay là nó bị mất mồi á, cho nên là mất một con nó rất chi là tốn kém. Mình dùng cái loại này đi câu mất mình đỡ tiếc, mà nếu mà không mua được thì mình có thể tự chế mồi. Mà chế mồi thì ông nào mà không mua được cái này á, thì một là inbox để anh em chuyển tiền thì mình mua hộ, không thì hai là mình hướng dẫn cho anh em cái cách tự làm mồi. Đấy, tự làm mồi nó cũng khá là đơn giản, mà chắc chỉ mình cũng chưa làm đâu, nhưng mà mấy cái đấy nó hơi bị lằng nhằng ấy. Còn về cần câu taco thì đây, cần câu taco thì nói chung là anh em dùng cần nào câu taco, câu bạch tuộc cũng được, nhưng mà như mình thì đây là vẫn là cần câu chuyên taco. Đây này, còn nó có ghi đầu của ta, đây là taco yo. Dùng để câu taco ấy, thì nó ngắn này, cái thứ hai là nó cứng. Thì ví dụ như là lúc mà mình có mắc đá hay là cái con taco nó mình câu lên anh em thì nó bám rất chắc vào trong cái thành đá, cho nên là mình phải dùng những cái cần nó cứng một tí thì mình gồng nó dễ hơn, nó đỡ bị gãy cần ấy. Cái thứ hai là về máy thì anh em dùng máy nào cũng được, cứ vào được dây to. Mình đây là tôi cũng không phải là chuyên câu bạch tuộc ấy, cho nên là đang có cái mấy máy ở nhà thì cứ bỏ ra, nó có dây số 3 thì cứ bỏ ra câu. Dùng tạm con Katarina 4000H, dây đang dùng dây số 3 đấy, dây số 3. Thì nói chung là câu bạch tuộc thì anh em nên dùng dây số 3-4-5, nếu mà ông nào câu quen hay là câu 3-4, dây số 3-4 thoải mái rồi, từ dây số 3 trở lên. Tại vì là khi mà mình mắc đá ấy, thì mình gồng nó lên, thì ví dụ là dây số 3, số 4 thì nó khó đứt hơn là dây số 1, số 2. Tại vì taco nó cũng bám rất chắc vào trong đá, cho nên là ví dụ là dây nó to là một tí thì
thể nó dễ câu hơn. Mà ví dụ như là mình dùng cái dây cước, dây cước dùng câu cũng được, thế nhưng mà nó hay bị giãn cái dây cước, lúc mà mình gồng mình kéo ra thì cái dây dù nó hay bị cái dây cước nó hay bị tuôn ra đấy. Thì mồi thêm mồi để quấn thêm mồi đây, ví dụ như là các ông thì có những ông thì đi câu được Iwashi hay là mua con Kibinango, con cá trích cá lục ở Việt Nam mình á. Đấy thì buộc xong rồi mua thêm cái dây thép như này, mua thêm dây thép này buộc vào trong, buộc lên trên cái con buộc lên trên con tôm giả này, thì để cho nó như nào ta, nó thấy mùi nó đến á, kiểu vậy. Thì ví dụ mồi này thì nó có như cái này thì nó có 3.5 go với cả 4 chấm, thì nói chung là cái độ lặng này thì nó không quan trọng đâu, tại vì là ví dụ như là nước nó chảy xiết thì mình có thể mình gắn thêm chì đây à. Mình gắn thêm chì và mình câu ở bên trên cũng không có vấn đề gì cả, thì câu được thoải mái. Đây là cái thứ nhất. Còn ví dụ như là các ông mà mua cái ấy này thì tôi lười quá, tôi toàn ngại đi ra đồ câu, đi lời quá, đi qua siêu thị thì mua luôn cái torinicu, thịt gà này để buộc lên này, thế là xong rồi, thế là câu thôi. Còn một cái thứ hai là ví dụ là câu này nó hay bị đứt dây, nó hay bị đứt dây ấy, cho nên là ví dụ như là mình nối cái dây dây ri đà của mình á, nếu mà bằng ép-zinet tậu ấy thì nó nếu mà như mình buộc nhanh ấy thì nó phải 5 phút. Đấy, còn đây để tôi giới thiệu với anh em đến đến anh em một cái cách buộc nó nhanh hơn, nó đỡ lằng nhằng. Chắc buộc thì mất buộc chắc chỉ mất 1-20 giây là cùng. Ok, thì mình gắn vào đây. Đấy, đây là cái dây nít đờ. Thì cái này nó cũng hay đứt mà, cho nên là mình cũng để khoảng một cái đoạn nó khoảng 1 mét này là vừa này. Đây 1 mét dây nít đờ đây. Mình tới đây mình cắt nó ra. Đấy, kiểu buộc nít đờ này thì áp dụng được cho cả ví dụ ông nào đi câu si bát hay câu mấy con như kiểu cá mú cá bé thì buộc cái kiểu này cũng được, không vấn đề gì. Đấy, ví dụ đây là dây nít đờ, đây là dây nít đờ đây, dây dù đây, đây là dây cước này, đây dây dù này, thì để song song với nhau như này. Ok, thì để nó song song ra như thế này, song song ra như thế này, xong thì mình đây này, mình đưa nó về xuống như này, xong là mình buộc thắt nút luôn vào. Đó, mình thắt nút như thế này. Thế đây là được một vòng này, thì mình cứ quấn khoảng mấy vòng đây, cứ quấn khoảng 5-6 vòng cho nó chắc chắn. Đấy, thì đây này. 2 vòng. Ba vòng. Bốn vòng. Năm vòng. Ok, 6 vòng. Thì mình sẽ để như này và mình kéo, mình thốt nó ra thôi. Đấy, mình kéo vào như này. Thì mình sẽ cầm dây mình
cầm cả hai cái dây dù với cả dây cước này, mình siết chặt như vậy. Tay tôi không đeo găng tay, tôi hơi bị đau tay. Đấy, thì nó như thế này. Đây thì nó siết chặt nó vào. Đấy, xong là lại cầm hai cái dây dù này, dù mấy dây cước đối diện siết vào. Găng tay của tôi trơn quá. Cái ông nào mà trơn trơn ấy, lấy cái răng cắn vào đây này, xong rồi kéo cái đầu này ra. Ok, thế này là xong rồi. Thế này là đã xong nha. Thì cái đoạn dây thừa này này, thì mình cắt nó đi. Cắt để nó ra khoảng mấy ni vừa thôi. Như này. Bên dưới này cũng cắt để vừa vừa đó. Không cần nhiều. Đấy, thế này là xong cái mối nối rồi. Này nó có đứt hay như nào ấy, thì nó nhanh. Đấy, câu taco hay câu si bát thì tôi toàn quấn này cho nhanh đỡ ấy. Cái thứ hai thì tôi lười ấy lắm các ông ạ. Tôi câu bạch tuộc với câu taco ấy, tôi lười gọi là lấy cái móc khóa, cho nên là tôi buộc luôn vào trong cái dây này. Tôi buộc luôn vào trong dây đi đẻ. Nếu mà ông nào mà để nguyên này đi câu cũng được rồi, cũng chả cần buộc thêm mấy cái con Iwashi hay là Kibinago hay là buộc thêm cái mồi để dụng nó đâu. Nhưng mà tôi lười. Tôi cứ mua luôn, đi qua tiệm tôi mua. Đấy, còn về mồi thì nói chung là mồi thì nó cũng có cái như tôi thế. Tôi chia sẻ với các ông này, ví dụ như là cái màu nhạy nhất là màu trắng. Trắng xong rồi đến màu xanh. Đấy là nó cũng có mồi màu Osusume của nó chứ không phải là ấy đâu. Đấy thì đây kéo nó vào. Màu trắng thì trắng như nào. Đây. Như con này là mồi màu trắng này. Đấy xong rồi đến màu xanh cam này. Xong rồi đến màu hồng. Đấy, màu hồng xong rồi đến màu cam à. Đấy, màu cam như này này. Đấy, thì đây là toàn những cái màu Osusume của tôi ấy. Thì xong là như thế này xong thì đây thì tôi mua thêm cái đoạn dây này. Dây thép bé này. Để tôi buộc thêm ấy mà. Buộc thêm cái gà vào đây mà. Đấy, quấn ở đây. Đấy, xong là xé gà. Ok, xé gà để vào đây. Đấy, xong quấn lại như thế này. Đấy, quấn này xong lại quấn vào đây. Ok, như thế này đã chuẩn bị xong rồi. Mình chuẩn bị câu thôi. Tôi phải lau tay cái đã, xong rồi tôi ấy cho các em xong. Ok, thì bây giờ mình bắt đầu đi câu bạch tuộc. Thì bây giờ các ông nhìn thấy không?
những cái bình thường như bạch tuộc ấy, thì nó hay ở trong những cái khu mà bến tàu, bến thuyền là nhiều nhất ấy. Thì ở những cái chỗ đấy thì nó hay là nó ở những cái chỗ mà nó có nhiều thức ăn, thì mình có thể như bên dưới này, mình có thể thả xuống ngay đây, mình vừa đi vừa nhấp như thế này. Đây mình thả xuống, thả xuống tới đáy là mình câu từ đáy lên nha. Mình câu từ đáy trở lên thì mình nhấp. Đây là đã tới đáy rồi, là bắt đầu đi nhấp. Thì đi nhấp như vậy là bình thường là bạch tuộc là nó sẽ đến nó ăn những cái con mà nó đang động như vậy này, thì cái mình nhấp này là bạch tuộc có tự đến nó đớp thôi. Còn nếu mà không, một là mình vừa đi bộ, mình vừa thả, mình vừa nhấp như này ở quanh đây đấy, như thế này. Nếu mà không thì ném ra xa khoảng 20-30 mét cũng chả cần ném nhiều đâu đấy. Thì ví dụ mình nhấp là mình chỉ cần nhấp như này là được rồi này. Chứ nhiều bạn ấy hỏi có phải giật như ấy không, thì thực chất ra thì bây giờ như thế này, những cái con mồi của mình nó như vậy đúng không, thì kể cả như bây giờ mình có giật giật đi chăng nữa thì cái đầu, cái omori, cái chì của nó ở đầu này, thì lúc nào nó cũng cắm cái đầu nó xuống như thế này. Mình giật ấy, thì nó sẽ không đi được như con mồi giả. Là ví dụ như là mình giật thì là nó sẽ đi lên như này, thì nó không có cái chuyện đấy đâu, thì nó chỉ đi cắm đầu xuống như này thôi. Thì cho nên là mình đi mình chỉ cần nhấp bình thường thôi là taco đến nó ăn rồi đấy. Còn taco ấy thì như thế nào, ví dụ như là nếu mà có taco ấy, những cái điểm nào mà có taco ấy thì thả xuống là nó đến nó ăn ngay rồi, chứ không phải ấy đâu. Thì như bình thường bảo là sao tôi không đi lên cái chỗ điểm point kia tôi câu được á, thì tôi chia sẻ với anh em là như thế này. Thì ví dụ như là lúc đông người quá ấy, nếu mà có taco thì họ cũng câu hết rồi, chứ nếu mà không tới sớm để mà câu á thì cũng không tới lượt mình đâu. Đấy cho nên là cái điểm ấy thì nó hơi xa mà mình không có xe máy hay là ô tô ấy, cho nên là đi lên đấy nó hơi bị nhọc. Mà câu ở trên đấy nó chỉ là câu ví dụ mà mình tránh những cái điểm, à những cái lúc mà đông người ra, ví dụ như là câu mình câu đêm cũng được, không có vấn đề gì cả. Thì câu bạch tuộc á, nó câu ngày câu đêm, nó không câu ngày hay là câu đêm, câu nắng câu mưa nó câu được hết. Căn bản là nó có cái điểm nó có bạch tuộc hay không thôi. Đấy, cho nên là ví dụ nhà như tôi ấy, thì tôi ví dụ nhà cái lúc nào ấy, mà nó vắng người hay là nó ít người ấy, thì tôi thường đi câu bạch tuộc vào những cái lúc như vậy. Thì như anh em nhìn thấy ở đây nhá, thì ví dụ nhà ở cái một cái khu này nó có 20 con bạch tuộc đi, thì ví dụ mà câu hết 20 con bạch tuộc đấy rồi thì khoảng đến 4-5 tiếng sau bạch tuộc mới bắt đầu. Nếu mà ở quanh đến mà nó có bạch tuộc ấy, thì đến 4-5 tiếng sau thì bạch tuộc nó mới bắt đầu nó quay lại nó ăn cái chỗ đấy. Nếu mà một là bị động, hai là hết câu hết bạch tuộc đấy, thì phải đến 4-5 tiếng sau thì nó mới quay lại để nó ăn ở cái khu vực đấy. Cho nên là mình đi câu, tôi toàn lựa những cái lúc nào mà nó ít người ấy, thì tôi mới đi, không mà tôi cũng không mà tôi đi đâu. Nước ở quanh khu nhà tôi có khi câu một ngày được 1-2 con, nó rất chi là ít, nó không nhiều. Mà căn bản là năm nay ở đây mới có bạch tuộc chứ mọi năm không có đấy, cho nên nó hơi bị lằng nhằng. Muốn đi câu thì cũng phải đi chỗ khác, chứ nó không được ở tại chỗ này. Nó không muốn là phải hơi bị mất công một tí đấy. Không như nhiều anh em ở trên hội câu cá Nhật Bản ấy, cứ đi ra là câu cứ nhẹ nhàng câu 1-2 tiếng được 4-5 con đấy, nhẹ nhàng nó thoải mái như thế. Còn ở chỗ tôi mỏi mắt đấy. Ví dụ như là một là mình vừa đi mình vừa giật như này ở đáy này, xong rồi vừa giật lên như này đấy. Như vậy thôi. Thì đây là đầu tiên. Nếu mà không thì hai là anh em ném ra xa. Ném thì ném cũng chả phải ấy đâu. Ví dụ như là ném cách
10, 20 mét hay 30 mét cũng được. Xong rồi bắt đầu lại thả xuống đáy. Thả xuống đáy xong rồi bắt đầu giật nhẹ nhàng về thôi. Chứ chả cần cái kỹ thuật gì nhiều. Tại vì câu taco nó rất chi là đơn giản. Đấy. Giật nhẹ nhàng xong rồi thả cho dây nó xuống. Xong lại giật. Đấy. Nó không phải kỹ thuật kỹ thuật gì đâu. Mà ngay từ đầu clip là tôi cũng nói rõ là tại vì là ở cái bãi nhà tôi nó ít nó bạch tuộc á. Cho nên là làm cái clip chia sẻ này thì cũng chỉ mục đích chính là chia sẻ tới anh với anh em cái cách câu bạch tuộc thôi. Chứ ví dụ như là không có bạch tuộc, không câu được lên bạch tuộc ở đây thì anh em cũng thông cảm với tôi. Chứ không lại bảo là câu thế này lại không có. Anh em nếu mà cứ thử câu theo kiểu này kiểu gì, nếu mà có bạch tuộc kiểu gì nó cũng cắn à. Đảm bảo 100% luôn. Mà bình thường như bạch tuộc, bạch tuộc á mà nó nếu mà nó cắn á bạch tuộc nó cắn với cả nó mắc đá nó rất chi là giống nhau, kể cả như câu lâu năm ấy cũng không thể biết được đâu là bạch tuộc cắn hay là bị mắc đá, cho nên là cũng không thể nào mà căn mà giật cho nó đúng được. Ví dụ như là con bạch tuộc nó cắn xong thì như anh em biết là nó bám vào đá rất chi là chắc luôn, cho nên là bị mắc đá hay là bạch tuộc cắn thì mình không thể biết được. Ví dụ như là câu cá, như anh em câu cá như câu mùa giải anh em biết là ví dụ như là có cá cắn thì nó sẽ như nào, nó cái đầu cần hay dây của mình nó sẽ giật nó nhùng như này đúng không. Còn bạch tuộc mà nó đớp một phát là nó khựng lại luôn, nó không có ấy như kia đâu, cho nên là nó rất khó là phân biệt đấy. Hôm nay anh em nhìn nước bẩn quá, chả biết là có bạch tuộc hay không, mưa mấy hôm nay. Bạch tuộc thì ví dụ như là ở trong gành, trong bãi này thì nó sẽ câu được từ khoảng tháng 5 cho đến khoảng cuối tháng 10 tầm đấy. Thì ngoài ra thì nó câu được nhiều nhất là trong từ khoảng tháng 6, tháng 7 á, cho đến tháng 8. Tháng 8 thì nếu mà tháng 8 thì chắc là nó câu được nhiều nhất là đến khoảng thời gian nghỉ Obon. Đấy là trong cái khoảng thời gian đấy là bạch tuộc nó sẽ vào bờ để nó đẻ trứng. Thì ngoài cái thời gian đấy ra, ông nào muốn đi câu bạch tuộc thì có thể liên hệ với các chủ thuyền á. Thì ở ngoài biển nó sẽ có những cái điểm poin tụ để câu bạch tuộc. Thì nó nhàn hơn là câu ấy này nhiều, mà đi ra ngoài đấy thì nó cái tỉ lệ nó mất mồi với ấy, các thứ nó ít và bạch tuộc nó lại nhiều ấy. Những cái điểm câu bạch tuộc của họ, ví dụ như bạn tôi đi câu một lần có khoảng chục cân, mười mấy cân, có hôm 3-4 người đi câu được 20 mấy cái bạch tuộc, khiếp thật. Như điểm point tổ trên Akashi ấy, đứng ví dụ đứng có hôm câu một tiếng được chục con, được 11 con đó, mà toàn những con to. Hôm vừa rồi còn có ông bạn tôi câu được con bạch tuộc 2 cân mấy 3 cân mà nó dài cả cái xúc tu nó xải ra được khoảng 80 phân cơ mà, nó to khủng khiếp.
căn bản ở cái chỗ tôi nó ít bạch tuộc quá, nó không được nhiều như các chỗ khác. Chắc có mấy con này từ 2-3 tuần trước có mấy con thì tôi câu được mấy con, mấy ông Nhật câu được mấy con hết đó, chắc nó chả còn. Thế mới buồn. Ví dụ như là trời nắng, trời nắng mà anh em câu bạch tuộc ở những cái chỗ nào mà trong cái ghe bãi đậu thuyền á, thì bạch tuộc thì nó cũng như kiểu người á, thì ở dưới giữa hai một là giữa hai cái thuyền, từ cái thuyền này sang cái thuyền kia, giữa trong cái khoảng đấy thì mình ném vào đấy. Hai là ở bên dưới thuyền thì ví dụ như mình ném mình vẩy cái cần đấy ra này, thì nó chui được vào trong dưới thuyền ấy, thì nó sẽ ở những cái chỗ đấy thì nó dễ có bạch tuộc hơn. Không biết là chắc là hôm nay cũng chả có cái gì đâu. Hay rồi, nhìn nước thế này 2-3 tuần nay cũng chả câu kéo được mồi giá gì cả. Tầm này năm ngoái mà câu cá thu, chuẩn bị tầm này năm ngoái là cá thu và cá cam bé là tôi vào quanh đây đấy luôn. Nhưng mà năm nay, mấy hôm nay dính mưa, chả hiểu mưa kiểu gì. Đài. Nãy chắc
đây rồi, đây 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 đây. Chết rồi, nó no, nó no, nó. No. Anh ấy. Đâu không vướng, ui ôi, con bạch tuộc đầu tiên trong ngày. Đấy chưa. Ô con này cũng hơi to. Cho anh chụp hình cái, anh xin chụp hình được không? Được anh. Ô anh ấy, có khi mình phải lắp miếng thịt gà vào anh ạ. Không cần. Em bảo mà. Rồi con bạch tuộc đầu tiên của hôm nay. À, mình cái gì tí nữa bình tĩnh bình cái gì bình thường anh em câu lên em thấy các ông mới câu ở trên mạng à, các ông có giết bạch tuộc đâu? Thì nó có cái thùng đá nó thả vào nó chết nó ấy rồi, mình đâu có giết khổ thế cái chứ này. Thôi đây này, ở giữa hai cái mắt của con bạch tuộc xiên vào. Ấy xiên cho nó chết đi, nó chết trong cái nó đổi màu mà. Trời ơi, con này nó nhây cái. Anh ơi, sao em ăn được taco mà em thấy nó nhây nhây thì em sợ. Anh cái gì anh cũng ăn được, gãi còn ăn được. Em nhìn cái này cái nhây nhây cứ cái chỉ màu như thế có phải của mình đâu anh. Cái này mà dính quả tùng cũng không chụp lên được đâu. Rồi rồi chú ơi. Dưới luôn hả? Ô không biết nè. Không biết là con gì ta. Đây là cái gì ấy? Không biết là bạch tuộc hay là rác. Bạch tuộc rác nhiều dở lên trước đây chú ơi. Hay lắm hả? Nói chung là ôi bạch tuộc to vãi chưởng. Ôi lại dính nữa rồi. Ôi buộc thì cao. Anh ơi anh tranh. Ôi to đấy. Ôi con này to vãi chưởng à. Ôi to lắm, nó giặt khè luôn. Nằm ngoài đằng kia kìa. Đằng kia đấy. Ê ui, con này to thế. Giật giật lên đây này. Ôi to đấy. Ôi. Ở đây rồi. Ôi, quả cà dính luôn hả? Đâu đây, xem nào. Ôi, tụi nó dính liên tục. Ôi đây. Hai thằng hai con luôn. Anh đâu dính đâu, dính đá ấy. Ôi, đúng dính con to. Ồ, hóa ra là nó. Mà cha nó, ở sao. Ủa, chị nói anh Dũng hứa bữa nay câu bạch tuộc cho chị à. Ê, thì em bảo thế mà. À, thôi.
Quảng Ngãi nó chở không bạch tuộc. Em không biết đâu, nhưng mà em ăn được bạch tuộc mà em cũng sợ nó. Để tao đi, tao cắt cho. Ừ. Kìa, cắt được con kìa. Con này xong. Chọc mắt vào giữa này. Giữa hai mắt anh. Chọc. Ê, ôi. Chết rồi. Đó. Đâu rồi, kiểu gần như con mực ấy nhỉ. Ồ, nhiều đấy. Này, anh câu cây này đi. Ồ, này thấy chưa? Này thấy tao chết chưa? Ừ, chắc là. Thả vào đấy. Được ý. Cái này mai mình chiêu mình ăn được rồi mấy. Ừ. Vũ có mang về cho bạn không Vũ? Không. Thì em bảo là em câu cho chị mà. Chị không ăn thì để mai mình ăn. Đâu, em bảo chị từ hôm qua rồi, bảo là chủ nhật mà. Chị nói chị ăn cay nhưng mà trong cá được ấy. Chị mới nói xong à. Bà nói trong cá được á anh à. Hay đấy. Đấy, anh em thấy câu bạch tuộc dễ không? Quá dễ. Căn bản là nó có hay không thôi. Ở trong khu này cũng có này, nhưng mà ví dụ như là ở trong cái chỗ này anh. Anh đưa tiền đấy để em mua mồi cho rẻ. Không à, mồi này mới ngon rồi. Mồi cũng phải ớn. Ớn gì? Câu bạch tuộc cần gì mồi đắt tiền đâu anh? Chìm xuống dưới đáy anh, xong rồi giật ở dưới đáy á. Wow. Hả? Anh thả mà. Của em giết rồi. Thôi mình tắt máy quay đi, bốc phét đi. Chứ để máy quay nói bốc phét như này cho bàn dân thiên hạ người ta biết hết chuyện riêng của mình. Nhìn. Thôi để chỉ anh em cái cách câu taco thế này được rồi. Đúng không? Hôm qua hôm kia bao nhiêu phải đến 6-7 ông cứ nhắn tin à, anh ơi câu taco thế nào, thế mình lại đi mình chụp mồi. Yêu đang ngủ chứ anh. Mẹ đang ngủ ấy, xong rồi này bảo là như này mua con này để cho nó rẻ. Xong rồi dây dù như thế nào, cần như nào. Trời ạ. Thôi tụi mình cứ làm cái clip bảo các ông xem đi cho nó bỏ ít thời gian ra xem cho nó cho mình đỡ phải cào phím. Em không biết. Căn bản là ở dưới nhà mình nó ít, nó không nhiều. Chứ ở trên Akashi bình thường cứ một tiếng được khoảng 5-10 con. Đúng không? Thì cứ ném ra một phát mình cứ giật thế này mất mẹ 3-4 phút rồi.
bọn ném ra hai phát là dính một con. Còn ở đây ném ra 20 phát dính được một con. Clip mình tắt máy quay, mình còn bốc phét anh ạ. Nhí mình còn bàn chuyện chuyện thiên hạ, chuyện của mình thôi các ông ạ. Đấy thì các ông thấy bây giờ là câu được một tí là được mấy con ở đây này, mấy con này nó cũng to to đây này. Đấy thôi cái cách câu ta cô thì nó khá là đơn giản, các ông xem clip rồi nếu mà có cái gì mà không hiểu ấy thì nhắn tin cho tôi chỉ sau, tôi chỉ thêm cũng được. Thôi giờ tôi đấy, tôi tắt máy quay, anh em tôi còn bốc phét. Cảm ơn các ông, xin chào, hẹn gặp lại, bye bye.